Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review và test một máy cắt có lưỡi cắt là 190, hàng nội địa Singapore, chạy dòng điện Rin 220 nha các bạn. Chạy dòng điện Rin 220. Rin 220. Máy dòng tua chạy là được 5.000 vòng trên 1 phút. Công suất của máy là 1.300W. Máy này thì được sản xuất tại chính hãng BRC. Máy với tình trạng máy ruột riêng theo máy, rotor còn đẹp. Rotor còn rất đẹp, nhông đẹp, máy chạy im. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Quên nữa, còn một điều đặc biệt á, mình nói với các bạn nghe là hàng 220 Rin của châu Âu á thì không có thắng từ nha các bạn, chứ không phải là hàng nghĩa địa 110V của Nhật á, thì nó có thắng từ. Còn cái hàng mà của châu Âu 220 Rin thì không có thắng từ nha các bạn, chứ không phải là máy bị thiếu cái chức năng nha các bạn. Cái đây là nút này là tăng giảm độ sâu của lưỡi, chẳng hạn như mình cắt gỗ đó, cắt gỗ 3 phân thì mình canh tầm vừa thôi đó, canh tầm vừa cỡ hơn 3 phân tí là mình cắt là nó an toàn. Đó, đây là mình test gỗ 36, gỗ 36 của gỗ dầu. Lưỡi cắt còn rất mịn nha các bạn, lưỡi rin của cái này là lưỡi riêng của nghĩa địa nha, hàng nghĩa địa, hàng nội địa Nhật, chứ không phải là lưỡi theo máy nha các bạn. Lưỡi này là lưỡi riêng của hàng nội địa Nhật. Còn đây là gỗ cẩm lai, gỗ cẩm lai dày 5 phân đó. Bây giờ mình sẽ test cắt thử gỗ cẩm lai cho các bạn xem. Đây, lưỡi còn cắt rất mịn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test qua cái phần nghiêng 45 độ của máy. Phần nghiêng 45 độ của máy. Đây là nghiêng 45 độ. Nghiêng 45 độ. Rất khít. Rất chuẩn. Rồi, cảm ơn các bạn. Cái máy này thì
với cái giá mà shop của mình đưa ra là 800k 800 ngàn. Thì các bạn có nhu cầu á, liên hệ số 0914 711 438, inbox Facebook hoặc Zalo. Thì cái máy này bên shop mình có giá bán là 800 ngàn, bảo hành cho các bạn là 3 tháng. Cảm ơn các bạn và xin chào các bạn.